để coi coi. Rồi ok, chuyển sang một con Sezu đi khu vực đường trên. Như vậy W, thật ra lớp của W tôi cảm giác nó sẽ có một vấn đề rất lớn, là nếu như họ không chỉ trích được ở trong khoảng thời gian đầu tiên của ván đấu thì họ rất khó để họ thở. Bởi vì nhìn vào lớp này, đam chất điểm đâu ra? Bạn chỉ dựa vào mỗi cái giày vò, nhưng sẽ mất bao lâu để con Kalista này cắm một đống giáo vào người của bạn? Thì cái đường phạt của Baysan để có thể khởi động những bùa lợi trước. Họ phải là đội chủ động với dùng tiêu lớn thì họ mới có thể dễ chơi. Thăm mộ hàng băng của Sang chưa có, nhưng Sang chẳng sàng để lao vào một tình huống tấn công. Zunza lên móc đã có rồng, nhưng Baysan này vô kiểu góc một và lướt lên tấn công để có thể giữ chân và chức điểm đối thủ. Chẳng Zunza ra đào phải nó xuống chiếc con đồ đã có. Lê Giang này phải chạy, Iboy anh ta ăn hẳn một cái quyền. Vẫn đang là những lợi thế của W họ đang sở hữu được. Võ Thành công với điều đó. Ta về nhà, anh ta item nhưng mà vẫn chưa mua được cho mình đó là cái nỏ tự thủ. Lê Giang đã có thể bị can thác, anh ta thì mình có thể bỏ chạy. Hầm mộ hàng băng đã chờ đã sẵn đảo và W hầm mộ hàng băng đưa bung ra một thứ đó cho một người. Lê Giang buông chưa có thể chạy, nhưng Bay Sang bóng quá là gắt gao và hiu có được bà gục. Zuza đi anh cố gắng được có thể bỏ chạy, Bay Sang vẫn đang tiếp tục đeo bóng, quăng bộ là bằng lý được tốc biến của đối thủ. 2-0 cho W. Gọi là bắt Sezu cây strike cây cây hả, cầm sẵn bài đẩy đứa nào phá, đẩy đứa nào phá định mệnh của anh. Nhưng bola băng đã được quăng Lê Giang, W mà hùng cái là coi như bỏ con heo này luôn. Vẫn đang cố gắng công công đã đủ rồi, một thứ đang dồn vào người, nhưng liệu là đủ đam hay không để có Trường Văn Vĩnh Cửu để giữ chân Bibiu lại. Bibiu sẽ phải nằm một tay, bài vàng đã được chọn, cuối cùng thì strike cũng đã được trả thù và Lê Giang là người hưởng được cái màn hạ gục đó. Để làm tất cả mọi thứ nó có thể phòng thủ được nhưng mà tương đối khó rồi. Swai đang cầm bài vàng quăng vào người Enderjet. Enderjet anh ta quăng lần phía bên kia tường, ta đang tìm cách để có thể tẩu thoát đi. Và đã có một cú bắt tay đang bị móc lại, đã có định mệnh vậy gọi quay trở lại chơi. À không, xin lỗi, tôi suối hề dại, không nên quay trở lại chơi. Dịch chuyển đã có định mệnh phía sau. Swai đang cố gắng tìm cách hợp chất liên loại quá ai và sang đến tấm liêu hầm mọi mang bản thân mình. Kiếp đang mất quá nhiều, móng tay đang bị sút vào đội hình của đồng đội và Lê Gia đang phải bỏ chạy. Cửa đang cố gắng bắn lại bòi bòi đang bị dính đứt đứt của Lisandra tại bị dùng đam. Swai quyết định quăng bài vàng người Sejuani quay trở lại tấn công là kiếp, nhưng một mình kiếp đang tương đối là đơn độc. Ai bòi đã phải nằm xuống là tiếp theo lại để kiếp đang phải bỏ chạy. Chiêu cuối được tung ra nhưng vẫn đang dí theo sang W giữ chân hai người lại. Lê Gia đang chạy và Swai đang cầm bài vàng bola băng quăng đà giữ chân được kiếp và kiếp đang bị dính sóng ầm. Nó vẫn đang tiếp tục được lưu động bay vào đá đi đào quyết định không bay vào đá, quyết định nhắm vào Swai. Swai bị dính bắt tay và Swai sẽ phải nằm xuống. 4-2 cho các thành viên của W. Mà không thể tác động được vào gia đình. Ôi khúc cuối đá được hai người. Con rồng dành cho viên ô tay của Lê Giang. Lê Giang đang lê lết chạy về nhưng mà khi bị bỏ lại phía kia thì Bill đang ép. Bill đang đánh bay sang tiến vào đồng hồ tới Jinja. Ôi anh ta nằm rồi, trở về giải cứu cánh nhưng anh ta phải nằm. Enderz đang bị zone bởi Q. Q đang cầm cái gậy gõ thẳng vào đầu. Liên tục là những cái tình huống giao găm vào giáo rất là nhiều. Đang quay tay trích cho nỏ tử thủ dày vò giết được cái mạng của Q, nhưng mà Enderz đánh cho sắp mặt luôn rồi. Bây giờ Strike đang cố gắng đánh vào tứ hoàng san, nhưng phía bên này thì Iboy anh ta đang cầm cái súng điện mình bắn thẳng vị trí của Hiu. Hiu nằm xuống phía bên kia là Strike cũng lấy được cái mạng hậu cùng của San. Đấu đang thực sự có vấn đề trên W. Họ đã không thể nào nắm được thế chủ động. Khoảng cách là hai cái tiền đã trải nghĩa suốt Lê Giang. Lê Giang đã bị dính bắt tay nhưng vẫn bị kéo lại, dù đã bung ra chiều cuối bắt mùi mất cả tóc biển. Vẫn đang tiếp tục đeo bám theo Lê Giang đã bị giữ chân lại. Hiu đã tới, có thể tiếp cận Lê Giang sẽ phải nằm xuống. Di chuyển, ôi tiếc thế, không có gì để tranh giành. Thế nào đánh láo cách quá hồn bảo nhiều hơn nữa, nhưng họ vẫn muốn đánh láo. Họ muốn khai thác đối thủ bài và đồ quăng ra tức lượng sát thương vô mình của Hiu. Đang phải sử dụng định mệnh với gọi gốc đỏ để người ta phát đi. Sắc đã bị gây đam, đã có hợp chất đường này được bung ra và tất cả mọi thứ vô mình người. Kiếp vẫn còn đang rất khỏe và vẫn đang được bắn bung ra chiếc cuối. Lê Giang đã lụm được hồn, anh ta thấy được Sang, anh ta đang muốn tác động vào người Sang. Sang đang tức sử dụng được hồn. Erz đang cố gắng vừa quăng giáo vừa chạy và ta đã có thể bỏ chạy được, nhưng như tôi đã nói, bài vàng vẫn đang chọn Hiu để cố gắng bắt tay. Nhưng làm gì có, mày đánh đồng đội tao, mày đội chạy làm gì có chuyện bắt tay cho đó, làm quái có câu chuyện giảng hòa. Bây giờ tiếp theo là Bay Sang đã thiếu cách có thể bỏ chạy. Quăng ba lá bài vào, quăng thêm một lá bài nữa đã làm màn cho đội phía của Ra Tâm. W làm cái quái gì thế, tôi đã nói rồi. Làm sao mà có cái vụ mà bạn hết cam bài vàng, bạn hết bộ la băng, bạn nhảy vô bạn đánh nhau. Anh sẽ đang đợi, Lê Giang đang tới để tìm cách để có thể tiếp cận bài vàng của Strike. Quyết định quăng vào người của Sezu đi và tiếp thành một cú đúp nữa. Kiếp quay trở lại tấn công E, giữ chân hai thành viên xăng bị ghi đao và bắt đầu lao vào đó. Lê Giang đang bị dính nằm mộ hàng băng, đang muốn tìm cách xuống cho Bay Sang đã bị hất tung lên. Chiêu cuối vai mò đang bung ra, hợp chất lại cũng đã được bung. Và phía bên này kiếp một mình cân bốn quá là tuyệt vời đi. Cánh còn lại Lee Jin đã phải dứt điểm. Hai mò đang bắt đầu được lao đánh bắn bắt tay không thành công. BB một mình cân như là cân không đổi định mà đã có phòng tuyến ở sau. Quăng bài đỏ để dứt điểm cả hai và đó có đúp một kiều. Phía bên này Trưởng Mao cũng giữ chân cả hai và tiếp tục có được cú chiến một kiều. Tiếp theo là kiếp có được bạn cùng Rightum họ thắng trong bảng trận đấu đầu tiên này. Hơi sớm không ta, pha này end được không? Ừ, thời gian trời ơi dư sức luôn, họ end được. Và sau một pha giao tranh thì anh Trung đã nhắc rất là nhiều, với tôi nghĩ là Bill ta không nghe. Chiêu cuối anh ta ném vào Strike với lại Junanja chứ không ném vào Iboy, cho nên là họ thua hoàn toàn trong pha giao tranh này. Bây giờ họ quét sạch rồi, thời gian đếm số là quá lâu. Và Rightum họ đã có chiến thắng trong ván đấu đầu tiên và họ ra này là đưa cho phía WE họ ra MD rồi. Đúng là như thế. Họ bích một lineup thật sự quá tin tưởng vào SMLZ.